Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, người dân có xu hướng ăn uống thanh đạm nên thịt trứng bị ế. Tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây, nhiều xe đẩy bán trứng gia cầm với giá rất thấp, chỉ 15.000 đến 20.000 đồng một chục. Các chợ siêu thị cũng bán trứng giá rẻ hơn trước Tết khá nhiều. Tại một điểm bán trên đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, trứng gà được đóng hộp 10 quả chất đống trên xe, thu hút khá đông người mua. Một điểm khác trên đường Vũ Tùng, quận Bình Thạnh, bán trứng gà Bến Tre có giá chỉ 17.000 đồng một chục, trứng vịt đồng 25.000 đồng một chục, nhưng vắng khách mua. Hệ thống cửa hàng San Hà bán trứng gà có thương hiệu cũng chỉ 20.000 đồng một chục, giảm 10.000 đồng so với giá niêm yết. Ông Vương Quang Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Vương Huỳnh, chăm nuôi gà đẻ trứng tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Trước Tết khoảng 1 tháng, trứng gà có giá 1.900 đồng một trứng, nhưng sau đó giảm dần còn 1.300 đến 1.500 đồng và hiện tại vẫn chưa tăng trở lại. Nguyên nhân giá trứng gia cầm liên tục giảm từ trước Tết chủ yếu do các cơ sở sản xuất bánh không làm từ trứng tươi mà chuyển sang dùng bột trứng. Công nhân nghỉ Tết sớm cộng học sinh nghỉ học dài ngày dẫn tới lượng tiêu thụ sụt giảm đáng kể. Nguồn trứng còn tồn từ trước Tết đến nay vẫn chưa thể tiêu thụ hết nên cần 1 đến 2 tuần nữa. Hy vọng hết tháng này giá trứng sẽ phục hồi trở lại, ông Dũng nói. Theo các trại nuôi gà đẻ ở phía Nam, với mức giá hiện nay, người chăn nuôi đang bị lỗ khoảng 200.000 đồng một quả. Bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ba Huân cho hay, thị trường trứng gia cầm sau Tết rất dồi dào. Một trong những lý do khiến giá trứng giảm là do các lò bánh chưa hoạt động lại. Riêng kênh tiêu thụ ở các chợ đã bắt đầu nhích lên. Ông Trương Trí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt VFood cho biết, tháng riêng tiêu thụ trứng gia cầm thường rất thấp nên VFood đang tăng cường mảng chế biến, trứng kho, trứng tiềm. Nhà máy chế biến phải làm thêm cả buổi tối, sản xuất 100% công suất để tận dụng thời điểm nguyên liệu dồi dào, giá rẻ. Trong khi đó, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng với các loại trứng gà giá rẻ bán rong trên thị trường vì rất dễ gặp trứng tồn trước Tết, đã hỏng hoặc sắp hỏng. Thực tế đã có người tiêu dùng phản ánh trứng bán rong có tỷ lệ hỏng cao, nhiều trứng đã lẫn lòng trắng với lòng đỏ rất khó để nấu ăn. Không chỉ các mặt hàng trứng gia cầm ế ẩm mà tiêu thụ thịt heo cũng khá chậm. Hiện giá heo hơi có nhích lên so với trước Tết nhưng vẫn chưa thể vượt 60.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận xét giá heo hơi tăng nhẹ nhưng sức mua vẫn còn chậm, tiêu thụ thịt heo đang giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo phòng kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, lượng thịt heo về chợ ngày 20 tháng 2 đạt 337 tấn, khoảng 4.500 con, chưa bằng mức bình quân thịt heo về chợ năm 2023 là 5.700 con. Tuy nhiên, so với ngày đầu tiên đi làm sau Tết, ngày 15 tháng 2 là 2.180 con thì sản lượng heo về chợ đang hồi phục. Giá heo mảnh tại chợ hiện ở mức 77.000 đồng 1 kg loại 1 và 70.000 đồng 1 kg loại 2. Với mặt hàng thịt gà, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Đông Nam Bộ, nhận xét tình hình tiêu thụ đang rất tệ do rơi vào tháng ăn chay, tháng giêng âm lịch, một phần do công nhân vẫn chưa đi làm đầy đủ. Điều này khiến giá gà công nghiệp tại chuồng vẫn duy trì ở mức thấp, dao động từ 26.000 đến 27.000 đồng 1 kg, trong khi giá thành chăn nuôi lên tới 30.000 đến 33.000 đồng 1 kg. Tức người chăn nuôi đang lỗ từ 4.000 đến 5.000 đồng 1 kg. Đáng nói là người chăn nuôi gà hiện nay đã chủ động giảm đàn khoảng 50% so với trước vì thua lỗ kéo dài nhưng vẫn không thể đẩy giá lên được. Theo ông Ngọc, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thịt gà và nội tạng giá rẻ nhập khẩu số lượng lớn đã tác động mạnh đến chăn nuôi trong nước. Trong ngày mùng 5 Tết 14 tháng 2, người dân đã bắt đầu trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu năm mới. Bởi thế, các chợ truyền thống, siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội hầu hết đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Cũng như mọi năm, sau Tết, rau xanh là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất. Do có sự chuẩn bị sẵn, nên tại các chợ dân sinh, hệ thống bán lẻ nguồn cung rau xanh dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Ghi nhận tại chợ Hà Đông cho thấy, giá rau cải bắp vào khoảng 10.000 đồng 1 kg, su hào có giá từ 7 đến 10.000 đồng một củ, cà rốt từ 10 đến 12.000 đồng 1 kg, súp lơ xanh từ 10 đến 15.000 đồng một cái, rau cần 10.000 đồng một bó, cải cúc từ 5 đến 7.000 đồng một bó. Trong khi đó, mặt hàng thịt dù khá dồi dào nhưng sức mua giảm, mức giá được giữ ổn định so với dịp trước Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, thịt lợn thăn có giá từ 140 đến 160.000 đồng một kg, thịt gà lông từ 115 đến 140.000 đồng một kg, thịt bò thăn loại 1 có giá từ 280 đến 320.000 đồng một kg. Ngoài ra, cá cũng là mặt hàng thực phẩm tươi sống được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nhưng giá chỉ tăng nhẹ. Đơn cử như cá chép có giá từ 75 đến 85.000 đồng 1 kg, cá chấm trắng có giá từ 75 đến 80.000 đồng 1 kg. Theo chị Nguyệt, một tiểu thương bán rau tại chợ Hà Đông, ngày mùng 5 Tết, các mặt hàng rau xanh đổ về chợ khá dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Tuy nhiên, sức mua giảm chỉ bằng 1/2 so với mọi năm. Sức mua giảm chủ yếu là do nhiều người đã mua sắm dự trữ từ trước Tết. Cùng với đó, năm nay khí hậu khá thuận lợi nên các mặt hàng rau xanh rất dồi dào, do vậy giá cả không tăng so với mọi năm, chị Nguyệt cho hay. Ngoài các mặt hàng thực phẩm tươi sống, giá hoa quả cũng ổn định. Mặc dù ngày mùng 5 Tết năm nay trùng với ngày lễ Valentine, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, nhưng hoa hồng chỉ có giá từ 10 đến 15.000 đồng một cành, hoa cúc từ 7 đến 10.000 đồng một bông, hoa baby có giá từ 120 đến 150.000 đồng một bó. Trước đó, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2024, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hàng trăm ngàn tấn sản phẩm hàng hóa, ước tổng giá trị khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với thực hiện dịp Tết năm 2023. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán năm 2024 này đã có hơn 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị phân phối bán lẻ đăng ký mở cửa bán hàng trở lại, phục vụ nhân dân từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết. Từ ngày mùng 6 Tết trở đi, các hệ thống hoạt động bình thường phục vụ nhân dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng khi vừa trở lại thành phố làm việc, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Central Retail đã tung ra chương trình khuyến mãi lớn giá luôn rẻ với mức giảm giá trên 30%. Chia sẻ về chương trình khuyến mãi trên, Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail Nguyễn Thị Bích Vân cho biết là nhà bán lẻ tham gia chương trình bình ổn thị trường, nên ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Central Retail đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa thiết yếu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Bên cạnh chính sách giá tốt, siêu thị cũng áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để người tiêu dùng có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời khi đến siêu thị Go, Big C ngay từ những ngày đầu năm mới. Theo đó, từ nay đến hết ngày 21 tháng 2 năm 2024, siêu thị Go Big C sẽ giúp khách hàng yên tâm mua sắm mà không lo về giá với chương trình giá luôn luôn rẻ. Hàng loạt các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cam kết luôn bình ổn giá tại Go Big C, mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm thoải mái, tiết kiệm. Theo đó, ưu đãi lên đến 33% gian hàng thịt cá tươi sống nội địa, thịt cá nhập khẩu, những sản phẩm trái cây, rau củ sạch cũng được giảm giá lên đến 28%. Tương tự, tại Co-opmart, từ nay đến hết ngày 28 tháng 2, hệ thống siêu thị tổ chức chương trình hái lộc vàng phú quý cả năm với hơn 10.000 lì xì may mắn, 1 triệu điểm thưởng cùng hơn 1.000 mặt hàng giảm giá. Cụ thể, khách hàng mua sắm tại Co-opmart trong những ngày đầu năm trị giá trên 500.000 đồng sẽ được tặng ngay lì xì là phiếu mua hàng có mệnh giá lên đến 100.000 đồng. Với chương trình xuất sắc thần tài phát lộc khai xuân, từ nay đến 25 tháng 2, hành khách có hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng trong các khung giờ vàng sẽ nhận được những phần quà có giá trị hấp dẫn. Hệ thống MM Mega Market gửi gần 200.000 voucher cho những khách hàng mua hàng thường xuyên để kích cầu. Theo đó, khách mua hàng có hóa đơn trị giá 800.000 đồng trở lên sẽ được giảm ngay 100.000 đồng. Chính thức mở cửa trở lại, từ ngày 4 Tết, hệ thống siêu thị WinMart triển khai chương trình khai xuân rực rỡ với hơn 300 sản phẩm giá siêu rẻ, cùng các chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn lì xì cho khách hàng mua sắm trong dịp đầu năm mới. Hệ thống 16 siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc cũng đã hoạt động bình thường trở lại với chương trình mua sắm thả gà, áp dụng ưu đãi giảm giá lên tới 50% cho nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ dùng gia đình, đồ chơi trẻ em. Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong Tết Giáp Thìn đã có trên 1.300 điểm bán hàng mở cửa từ mùng 1 và mùng 6 Tết trở đi. Các hệ thống bán lẻ hoạt động bình thường, điều này đã góp phần hạn chế tâm lý tích trữ hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, sau Tết, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa tăng cao. Các mặt hàng được tiêu thụ chủ yếu vẫn là thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, thịt bò, thủy hải sản. Do đó, việc tăng cường khuyến mại là việc làm cần thiết để thúc đẩy tiêu dùng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.